Xin chào các anh em. Trong số X-File hôm nay, mình sẽ review sơ qua về series sản phẩm XHP70 bao gồm L7, L8, L9. Đây là dòng sản phẩm phát triển rất mạnh trong hai năm 2016, 2017 và nửa đầu năm 2018. Đại diện tiêu biểu của nhóm dòng đèn chú trọng tới tổng độ sáng do đèn phát ra, nên thường được lấy ra để so sánh với nhóm dòng đèn có xu hướng mới thiên về độ gom, khả năng cắt sáng, chống chói như Ultraview và Philips chính hãng. L7 là mẫu đèn được biết đến nhiều nhất và cũng là mẫu đầu tiên ra mắt trong series. Tuy nhiên, L7 chưa phải là mẫu đèn đầu tiên sử dụng chip XHP70, mẫu gốc của nó là P70. Tuy nhiên, do L7 quá thành công nên mẫu P70 ít được mọi người chú ý hơn. Review về các sản phẩm này thì cũng đã có rất nhiều, nên ở đây mình chỉ chú ý vài chi tiết nhỏ. Những review trên đây của mình là những điều mà rất ít bên bán dám nói và cũng không phải nhiều khách hàng biết được. Nguyên tắc bên mình là luôn giải thích nhiều nhất có thể sự hiểu biết của bên mình về sản phẩm cho khách hàng. Đầu tiên, series này hay được gọi dưới tên Cree L7, L8, L9. Làm rất nhiều anh em hiểu nhầm đó là sản phẩm của Cree Mỹ. Mình xin nhấn mạnh lại, trừ Philips Utinon chính hãng, tất cả sản phẩm thị trường hiện nay đều do Trung Quốc làm từ khâu thiết kế, sản xuất, kiểm định chất lượng và phân phối. Và công ty Trung Quốc phân phối sản phẩm này là Lugia. Rất nhiều anh em hỏi, hàng có phải chính hãng hay không? Với mình thì chỉ có Philips mới được coi là chính hãng. Còn khái niệm chính hãng anh em hỏi ở đây có thể hiểu là hàng có phải do công ty Lugia của Trung Quốc phân phối hay không. Mình nhấn mạnh điều này đầu tiên vì hiện tại sản phẩm L8 hiện đúng là đã có xuất hiện bản copy thiết kế của Lugia và bán ra thị trường cả Trung Quốc và Việt Nam. Cách phân biệt như thế nào mình sẽ nói trong cuối video. Thứ hai là thông số của đèn 60W 6600 lumen. L7 là đèn cho tổng độ sáng thuộc tốt cao nhất, nhưng thông số này không được ghi chuẩn xác. Công suất của đèn thực tế là 40W, riêng với chuẩn chân H4 thì ở chế độ cốt là 20W. Thông số lumen dù chưa kiểm định lại, nhưng dựa trên kinh nghiệm của mình ước lượng khoảng 3.000 tới 3.500 lumen. Việc ghi thông số chưa chuẩn cũng xuất hiện ở L8, L9. Bởi vậy, việc so sánh độ sáng chỉ có giá trị với các phép đo thực tế. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn tới sự khác nhau của ba sản phẩm. Dễ thấy nhất là phương thức tản nhiệt. L7 và L9 đều sử dụng lã đồng tản nhiệt, trong khi L8 dùng quạt. Trên lý thuyết, với dòng đèn công suất cao thì việc dùng quạt sẽ cho hiệu quả tản nhiệt tốt hơn. Mình thấy nhiều anh em hay tranh luận bản lã tản nhiệt hay quạt tốt hơn. Thực tế, lã tản nhiệt, quạt hay hợp quy nguyên khối đều tốt cả. Philips làm cả ba loại và đều cực bền. Điều quan trọng ở đây chỉ là khả năng thiết kế, chất lượng linh kiện và khả năng kiểm soát chất lượng sản phẩm. Về mặt thiết kế thì mình nghĩ Lugia làm khá ổn cho cả ba mẫu. Và đặc biệt là mẫu L8 làm rất tốt trên nhiều mặt. Mình đã kỳ vọng quạt với khả năng làm mát nhanh hơn sẽ giảm thiểu việc cháy chip do quá nhiệt như L7. 6 tháng đầu 2018, L8 đã làm rất tốt với tỷ lệ hư hỏng rất thấp. Tuy nhiên, nửa cuối năm, hiện tượng quạt sau một thời gian sử dụng trở nên quá ồn, không còn êm như ban đầu xảy ra khá nhiều. Hiện tượng cháy chip LED bắt đầu cũng xuất hiện nhiều hơn. Điều đó đặt câu hỏi về khả năng kiểm soát chất lượng, một vấn đề xảy ra với hầu hết các sản phẩm của Trung Quốc. Sau cùng, Lugia quay về với cách tản nhiệt đá đồng với L9 cùng một số cải tiến nho nhỏ nhằm đảm bảo khả năng tản nhiệt tốt hơn. Điểm tiếp theo là sự khác nhau của driver. Lỗi của đèn L7 70-80% nằm ở driver với tỷ lệ lỗi theo mình là khá cao, với tiêu chuẩn lỗi dưới 1% trong vòng 18 tháng của shop. L8 cải thiện hơn chút. L9 với thiết kế driver rất to và nặng tay theo mình là thay đổi hợp lý. Ai dùng L7 và L8 chắc cũng biết driver nó quá nóng so với các dòng đèn khác. Bởi vậy mình rất kỳ vọng L9 sẽ giảm được tỷ lệ lỗi của driver xuống và tương đương giảm tỷ lệ lỗi của đèn. Một chi tiết nữa, nhiều shop cũng hay nhấn mạnh là khả năng điều chỉnh tiêu cự. L8 và L9 có tính năng này, trong khi L7 chỉ cho điều chỉnh góc xoay. Tính năng này khá hay và cần thiết cho những ai định lựa chọn đèn cho xe máy. Tuy nhiên, tính năng này không phải vạn năng như nhiều shop đang làm anh em hiểu lầm. Đầu tiên, trên chóa xe máy H4, nhờ việc điều chỉnh cho phép kéo luồng sáng pha thấp xuống, nhưng nó đánh đổi bằng luồng sáng cốt phải mở rộng ra, nghĩa là đèn sẽ loãng hơn và gây chói hơn. Thứ hai, tính năng này là vô nghĩa trên chóa ô tô, với tất cả các chuẩn chân và các dòng chóa khác nhau. Anh em lắp XHP70 cho ô tô, ánh sáng không warm, vấn đề không nằm ở tiêu cự, mà nằm ở chip LED XHP70 sử dụng. Mình đã có rất nhiều bài hướng dẫn, video giải thích trên website và kênh YouTube LED T2. Anh em có thể tham khảo với nhiều video test thực tế. Mặc dù trong các đặc điểm nhấn mạnh, đây là điểm cuối cùng mình nêu ra, nhưng lại là kết luận rất quan trọng anh em cần lưu ý.
Series SB70 L7, L8, L9 là lựa chọn tốt cho những anh em lên đèn cho xe máy, nhưng không phù hợp để lên đèn cho ô tô. Thiết kế chóa ô tô, độ gọn của đèn mới là thứ quan trọng nhất, và lấy bóng halogen làm chuẩn, đây chưa bao giờ là điểm mạnh của ESP70. ESP70 là một sản phẩm tốt và vẫn có chỗ đứng nhất định, nhưng còn rất xa để nó có thể tiệm cận hoàn hảo. Cuối cùng, mình sẽ thông tin về vấn đề mẫu L8 copy nguyên mẫu của Lucia. Theo thông tin từ phía nhà máy, thì hiện tượng này là có thật, và đó là nguyên nhân Lucia thay đổi một số điểm về thiết động hộp của họ. Vỏ hộp in thêm chữ Lensoy và logo để nhận diện thương hiệu. Trên driver cũng dập thêm logo, trên tem cũng in thêm. Mình có thấy một số bên làm video về cách phân biệt, nhưng theo mình các căn cứ đó chưa hoàn toàn thuyết phục lắm. Trong một số điểm nhận biết mà Lucia cung cấp cho mình để hướng dẫn cho khách hàng, mình chỉ thấy có hai điểm khả thi. Thứ nhất là viền chéo đặc trưng mà sản phẩm copy làm khoảng lì. Thứ hai là quạt, nhưng không phải anh em nào cũng dễ dàng tháo quạt ra. Còn các nhận biết như vị trí chip, kích thước vỏ hộp, chiều dài thân đèn, vốn dĩ Lucia cũng không thống nhất, họ cũng có một vài lần thay đổi thiết kế. Bản thân shop vẫn cho rằng L7, L8, L9 còn xa mới có thể đạt tới khái niệm hàng chính hãng. Nhưng dù sao, nó cũng là sản phẩm do một công ty Trung Quốc tự thiết kế ra, nên việc copy lại cũng có thể gọi là hàng nhái. Việc copy L8 giống hệt chỉ còn là vấn đề thời gian, nên cách tốt nhất để mua được L8 của Lucia đặt niềm tin vào những đơn vị uy tín lớn. Nhân tiện video, mình cũng có một chú ý nhỏ là hiện L5, L7, nhà máy không còn ý định sản xuất nữa, nên họ sử dụng luôn hộp của L9. Vì vậy, anh em sẽ không còn thấy cách đóng hộp như trước đây nữa. Rất cảm ơn anh em đã dành sự quan tâm cho NT2. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.